Đó là cách mà những ông đàn ông có thể thể hiện cái sự yêu thương và cái sự đồng cảm với những người vợ mang bầu của mình. I said, this is the way you men can show the love and then the caring to the lovely pregnant women. Tối nay vợ chồng mình có món mì ý sốt với lại thịt bò băm với lại một chút salad. Đây là đĩa của mình này. Và đây là đĩa của chồng mình. Bên trên thì mình có rắc một chút rau mùi, salad, thế thôi cả nhà. Ở Mỹ ăn đơn giản lắm, chứ không ăn giống như Việt Nam nhiều món đâu. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn in USA. Và hôm nay bọn mình sẽ bắt đầu ăn cái món mì ý sốt với lại thịt bò băm. Với cả mình sẽ có thêm salad. Honey, say hello to people. Hello. Hello to people. Hello to people, right? Say in Vietnamese. Mình bảo anh nói tiếng Việt đi. Xin chào. Yeah, I know that. I really don't know how to say to people. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Anh bảo là cho tiếng Anh là hello to people đúng không? Thì anh bảo là anh không biết nói là xin chào mọi người như nào, mọi người. Mọi người. Mọi người. Cái tóc của mình giờ cả nhà thấy ngố. Cut my hair still weird. Weird. No, it looks nice. Chồng mình bảo, ai bảo là ngố bình thường mà đẹp mà. She just wanted me to compliment her hair. That's all. Anh bảo chỉ muốn chồng khen nên bắt đầu. Oh yeah. Wow, that's a big plate of spaghetti. Mm-hmm. Mình bảo chồng mình đĩa này to anh. Như này ở nhà hàng nó bán là bằng cỡ này đấy. Chồng mình hôm nay đi đi chợ về đây là mua ngô. Cho mình. I said today my husband got home and he went to do some shopping and he bought some fresh corns. Wow, that one I was like craving for that last week. Tuần trước mình thèm ăn ngô ấy, mà đi mua không có ngô mà ăn. Thế là tuần này chồng mình đi chợ tìm được ngô rồi mua luôn cho vợ. Sướng quá. Sáng mai luộc ăn luôn. Good honey. Very tasty. Mình hỏi chồng mình ăn ngon không anh? Thì anh bảo ăn rất là ngon. Tại vì ở đây ấy, là mình ăn cái mì này là mì whole grain. Là cái mì mà rất là ít tinh bột và dành cho những người mà bị tiểu đường ấy. Nhưng mà mình không có bị tiểu đường nhưng mà mình vẫn ăn để mà mình tránh cả nhà. I said that I use the whole grain noodles spaghetti. And that's good. Definitely better for you than regular noodles. Anh bảo ăn tốt hơn là mì bình thường. Mình ăn thêm một chút salad vào nữa cho nó đỡ ngán. Mà mình dùng ở đây ấy, là một pound là 454 gram cái thịt bò bằm đấy. Xong là mình nấu với lại cái mì này luôn. And it's very tasty. Thank you, love. You're welcome. Cho mình bảo. Ăn ngon lắm em, anh cảm ơn em. Mình bảo không có gì. Can you give me napkin? Anh cho em một tờ giấy. Anh cho em một tờ giấy. Tờ giấy, paper. Tờ giấy. Tờ giấy, anisman, napkin. Thì là nhà mình cứ để cái giấy ở đây nào. Thì là ăn thì lấy đâu, đấy là giấy nhà bếp mình cũng sử dụng luôn. Thật ra là có một cái hộp giấy nâu nhưng mà mình để kia thì mình ngại. Có cái giấy này mình sử dụng luôn, không sao cả. That's really tasty. Nói chung là mình nó dễ ép, món Tây món Việt mình ăn tất. I say I'm an easy eater as well, right? Đói lắm. Cứ đến giờ là đói thôi rồi luôn. I'm so hungry. Definitely. I know, this is you're able to eat most anything. Chồng mình bảo là, chồng mình biết là mình dễ ăn, gần như là cái gì, món gì cũng ăn được. Even my terrible cooking. Thậm chí là những món mà anh nấu thật là kinh khủng, không ngon ấy, thì mình vẫn ăn được. My cooking is good. Ai bảo anh nấu ăn ngon mà. Mà chồng mình đi làm 10 tiếng thì là thường là mình nấu ăn cả nhà.
Trường hôm nào mình mệt thì là chồng mình nấu, hoặc là cuối tuần chồng mình sẽ nấu, hoặc là nếu mà chồng mình mệt cũng mệt ấy, thì là hai đứa sẽ đặt đồ gì để ăn hoặc đi ăn nhà hàng. I said because my husband works for 10 hours and I normally cook at home, but when he has time, like on weekends, so he does a lot of cooking as well. Sometimes we order something to eat home, or sometimes we go out to eat out, right? Meal. Cái lúc mà mình bị nghẹn ấy, thì là chồng mình làm hết mọi thứ luôn á. Mình á, lúc đấy mình mệt lắm, trong cái tháng thứ hai và thứ ba mình mệt kinh khủng luôn, mình không muốn làm cái gì, chỉ muốn nằm trên giường. I said when I was in the second and third month of my pregnancy, I got serious morning sicknesses and I didn't do anything. No cooking, nothing. I just wanted to lay on the couch or in bed. My husband, he did everything. So tell people, what did you do? Like, what have you been done for me during my pregnancy until now? Mình hỏi chồng mình là, anh nói cho mọi người biết là từ lúc mà em có bầu ấy, thì anh đã làm những gì ấy? Chia sẻ cho các ông bố khác để biết được, để giúp đỡ cho vợ mình lúc mà mang bầu ấy. Well, like you said, babe, I had to do everything. Doing all the laundry and the dishes and the cooking and the cleaning. Well, okay, we wasn't really much in the way of cleaning, but... Chồng mình bảo là anh lúc mà em bị ấy là anh làm hết. Anh nấu ăn này, anh rửa bát này, anh dọn nhà này, anh giặt quần áo này, anh sấy quần áo, anh gấp quần áo, anh làm mọi thứ từ A đến Z. Thật ra thì những cái việc này, laundry, he does it anyway. Doesn't matter I'm pregnant or not. Thật ra thì cái việc mà giặt quần áo hay là gấp quần áo thì chồng mình làm từ trước đến giờ rồi. Mình chả bao giờ làm. Không phải là mình lười, mà tại vì là từ trước giờ anh vẫn làm thì mình cứ để cho anh làm thôi. It's not because I'm lazy, because he he's responsible since I came here, right? In reality, it wasn't too bad. The biggest thing was just that usually on a work day, since she does all the cooking, and then all of a sudden I'm having to do the cooking again, as well as cleaning all the dishes. It was made for busy weeknights. I had to add to that to the fact that, you know, she was hungry but not hungry, and I'd ask her what she wants to eat because she's very particular, because some things she wants to eat, some things she doesn't want to eat, and they can change from week to week and day to day. And then she'd be like, well, you should just know what I want to eat. I'm like, I'm sorry. Tức nghĩa là bây giờ em thì là kiểu như là về thì là mình nấu ăn thì anh sẽ rửa bát. Nhưng mà lúc mà đợt nhắn ấy, thì là mình anh ấy nấu ăn ấy, thì lúc nào anh cũng hỏi mình là thích ăn cái gì, ăn cái kia, thì mình lúc đó mình cơ thể mình nó thay đổi, mình chả biết mình thích ăn cái gì và chẳng muốn ăn một cái gì ấy. Thì anh cứ bảo là thế anh nghĩ đi, em thích ăn cái gì. Anh ấy bảo anh chịu thôi, em còn không biết em muốn ăn cái gì thì làm sao mà anh biết được ấy. Nhưng mà nói chung là chẳng phải là có bầu mà từ lâu rồi là chồng mình cũng vẫn luôn làm những cái việc nhà. But now he does more in the evenings. For example, when I sit there in the living room on the couch, and then he normally make some snacks for me, like food. Or he brought me something, you know, like kind of snacks, something like that. Thì là có cái là buổi tối ấy, lúc mình ăn xong thì mình sẽ nghỉ ngơi khoảng một tiếng rưỡi gì đó. Thì chồng mình sẽ đi gọt hoa quả cho mình ăn. Ví dụ như là hỏi là hôm nay em thích ăn gì, ăn cam, ăn quýt, ăn xoài, ăn dưa hấu, hay là ăn cái gì lê liết, cái gì để anh bổ ấy. Thì đó là chồng mình làm, xong rồi chồng mình cứ đến cái giờ đó thì kiểu mang sữa cho mình, xong rồi là đun mang nước cho mình. Nói chung là những cái đó là từ trước đến giờ thì mình sẽ tự làm, nhưng mà từ mình ngày mình có bầu thì anh ấy sẽ làm nhiều hơn cho mình. Thì đó là cách mà những ông đàn ông có thể thể hiện cái sự yêu thương và cái sự đồng cảm với những người vợ mang bầu của mình. I said this is the way you men can show the love and then the caring to the lovely pregnant women, right? Yes. Not only pregnant women, but all women that you love. Just don't let them be lazy. What? I said, just don't let them be lazy. Chồng mình bảo cái gì là các bạn biết không? Chồng mình bảo là chiều thì chiều quan tâm thì quan tâm, nhưng mà đừng để cho họ lười.
trở thành những người lười biếng. But I'm not lazy. No, you're not alone. Mình bảo chồng mình nhưng em có lười đâu. Anh bảo đúng rồi em không lười nhưng mà không được để, không chiều quá mà đến mức mà phải kiểu như là vợ sẽ trở nên lười biếng. A man should always want to spoil the woman he loves. But at the same time, you know, I can't let her get lazy because then she just goes to expect everything to be done for her, doesn't want to do anything herself. Chồng bảo là đàn ông phải lên giúp đỡ, yêu thương và làm cho phụ nữ nhưng mà đừng bao giờ làm cho phụ nữ mọi thứ. Thì lúc đấy người phụ nữ người ta sẽ cảm thấy như là mọi thứ sẽ được hoàn thành bởi người đàn ông. Họ không muốn làm cái gì nữa thì họ càng ngày càng lười biếng. Of course, the reverse is also true. Yeah, okay. Nên là anh bảo là tương tự như vậy, những người phụ nữ cũng không nên làm tất cả mọi thứ cho những người đàn ông. Tại vì như vậy thì người ta sẽ bị chiều quá mức ấy, thì người ta sẽ đâm hư. Then they get spoiled, right? Mm-hmm. Bị chiều quá thì bị đâm hư, đúng rồi. Man has a woman do everything for him, then he gets lazy too. Đàn ông ấy. Nhiều người phụ nữ cứ làm hết từ ăn tới cho những người đàn ông. Nấu ăn xong rồi là rửa bát, đi chợ làm hết, người đàn ông chỉ có về nhà xem TV rồi là chơi game. A lot of guys that get home from work and then watch some of them they watch TV or play games and their women do everything, cooking, dishes, shopping, you know, laundry, cleaning, everything. That I know some, you know. Wait, you mean I can expect you to do more stuff around here? Anh không hiểu. Mình bảo là có nhiều người phụ nữ làm hết cho những người đàn ông ấy. Thì là những người đàn ông về chỉ có chơi game với lại xem TV ấy. Chồng mình bảo chứ điều đấy có nghĩa là anh có thể mong đợi em làm nhiều hơn đúng không? If you really want. Nếu mà anh thực sự muốn. It's okay, love. Anh bảo anh trêu thế thôi. Không vấn đề gì cả. I think our sharing chores seem to be okay, right? For the most part. Em với anh việc nhà vậy là được còn gì nữa? I was gonna say, you don't always do the dishes after I cook, but since you often do the dishes on weekday mornings when I'm working, after I eat breakfast, and I don't end up cleaning my breakfast dishes. Anh bảo là can't really complain em thì em không bao giờ rửa bát sau bữa tối. Nhưng mà bữa sáng của anh ăn vội để đi làm, thì vì chồng mình là dậy 5 rưỡi sáng anh đã dậy rồi. Thế là anh ấy ăn sáng ở nhà hết, anh nấu ăn sáng và anh ăn bánh mì kẹp một cái gì đó. Sau hoặc là ăn ngũ cốc, thì là sau đó thì anh sẽ để bát ở cái bồn đó. Thì thường là mình sẽ cho vào máy rửa bát cho anh, hoặc là nếu mà ít quá thì mình rửa bằng tay luôn. Thì anh bảo em rửa cho anh như thế thì anh đỡ phải làm vào buổi tối. Thì thật ra thì mình ở nhà mình có nhiều thời gian mà. Mình cũng có công việc nhưng mà công việc của mình nó không quá bận rộn. Chồng mình ăn nhanh lắm. Mình cứ vừa buôn tư lên này mình ăn chậm. He's done. Yeah, I don't talk to much as you do either. Plus I always eat faster than you. Chồng mình ăn nhanh hơn mình, mới cả anh không nói nhiều bằng mình nói nhiều quá. And how was the work? Anh đi làm này sao? Not too bad. No. We managed to finish trimming out 2 rooms today and then started on a third, so. I mean, granted there were smaller rooms, so it was easier to get 2 done. Anh bảo công việc của anh không có tồi. Hôm nay anh đã làm xong 2 phòng và đang di chuyển sang phòng thứ 3. Nó lắp đặt thiết bị điện ấy cho tất cả các khu chung cư rồi khu công nghiệp, các phải là. Nó là một cái công ty về thiên về điện. Mình chắc chắn là mình sẽ ăn đi hết ngày hết, nhưng mà sẽ mất thời gian hơn là chồng mình. Thôi, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video của mình để mình ngồi ăn thật nhanh. Thôi chồng mình đi rửa bát, xong rồi chồng mình còn đi tập thể dục, với lại mình còn làm những công việc khác nữa. Wow, I'm gonna eat all, but I'm gonna finish my video anyway. Okay. Then I can focus on eating. Okay. Thì bây giờ ấy, mình xin kết thúc cái video của mình và mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ
vợ chồng Trang với Trang Đoàn. Thì mình xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Okay, I'm going to finish my video now and see you guys in my next video. Thank you and don't forget to subscribe, like and share our video. Bye bye. Đừng quên đăng ký, chia sẻ video và like video. Bye. Bye.